Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa đắp hoa nổi bằng thạch cao các bạn nhé. Đây chính là khung chanh thần bí mà mình mua từ mấy năm trước. Còn đây là cái bột thạch cao mà mình mua ở cô Giáp Khánh Vân lúc mà mình tham gia cái khóa workshop làm hoa hồng đó các bạn. Trời ơi, cô làm đẹp dã man. Cái này thì chỉ có học viên mới mua được thôi, thì mình trải nghiệm mua được một hũ. Còn đây là cái khung chanh mà mình muốn khoe với mấy bạn này. Mình mua từ đời nào luôn á mà mình thấy đẹp của mình cất cất xong rồi kiếm không được. Đến hôm nay dọn phòng mới thấy nó. Nên là quyết định xài nó chứ không thôi là bỏ uổng lắm. Rồi không xài thì cất 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 á, thì nó cũng sẽ bị mất ở đâu đó. Nên thôi thấy thì phải xài chứ để cái nữa mốt kiếm mà không thấy. Mình khổ như vậy đó. Mình còn thêm mấy xấp giấy xịn xịn nữa mình mua mình cất xong giờ mình không biết mình cất đâu. Nên là thôi bây giờ cứ kiếm được gì thì mình vẽ cái đó. Đây là những giây phút xé bịch ni lông thần kỳ. Để lâu quá keo nó khô dễ bị sứt ghê luôn á. Rồi sau đây thì mình sẽ thử cái khung cài rồi. Ok. Bước tiếp theo mình sẽ dùng một thạch cao pha tím cho cái nền một tím tím mộng mơ. Tím lãng mạn, tím mộng mơ, tím yêu kiều, thức tha. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một cái bài cộng thêm một ít thạch cao, vì thạch cao mình xài gần hết rồi mấy bạn, mình tiết kiệm lắm. Mình sẽ lấy một miếng thật là nhỏ thôi. Sau đó mình sẽ thực hiện việc tán cái bột thạch cao này ra một cái lớp thật là mỏng. Đó, đó, rồi thôi làm nhanh tí nha. Sau khi mình tán một lớp thật mỏng xong, mình sẽ chùi cái bay cho sạch nha. Rồi sau đó mình bắt đầu phát cánh hoa. Mình đi miết một một bên á. Rồi sau đó khi mình thấy cánh hoa vừa đủ rồi thì mình chét ra cái miếng mica trắng. Đó, rồi mình sẽ miết miết để tạo mình thấy độ dày của với độ rộng của cánh hoa vừa đủ thì mình ngưng thôi. Khúc này là mình đang vác cái cạnh còn lại, sau đó mình ghép lại á, nhưng mà lúc đó mình không có chỉnh camera thành ra nó nằm ở góc khuất. Đây là bên cạnh của một phần còn lại của cánh hoa nè. Sau đó mình sẽ ghép lại, một lát mình sẽ hướng dẫn ghép lại ở cái bông hoa sau nha. Sau khi ghép xong mình sẽ đặt lên vị trí khung tranh và ước chừng cái vị trí đặt cánh hoa. Sau khi ước chừng xong mình sẽ sử dụng bai và cố định nó. Phần này hơi bị khó khăn nha các bạn. Ví dụ muốn cánh ngang thì bạn phải miết bên phần còn lại. Đây các bạn nhìn mình miết ở đó thì nó sẽ ra cái cánh nghiêng. Sau khi mình miết cho cái cánh nó cố định rồi đó thì mình mới bắt đầu chỉnh dáng của cánh hoa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách phát cánh hoa lại nha. Đầu tiên tán ra sau đó phát. Khi thấy vừa đủ rồi thì mình chi ra, chi theo chiều ngang nha. Sau đó mình tỉa lại. Mình dùng cái bai mình tỉa lại rồi mình gắn vô vị trí. Và sau đó bắt đầu lại tìm cách cố định. Cái bột thạch cao này thì nó không phải là bột thạch cao mình mua ngoài chợ nha. Nó có một pha một cái tỷ lệ nào đó mình cũng không biết nữa. Nói chung là biết biết thờ biết chuyện lắm. Cái này là bán ở bên nước ngoài, mình cũng có sợ rồi lúc mà cô nói là cái này thì cô phải đặt ở nước ngoài, mình cũng hơi ngờ ngợ cũng chưa tin lắm đâu. Sau đó mình mua cái hũ đi về xong mình sợ thì đúng rồi, nó không có bán ở Việt Nam các bạn ạ. Bây giờ bạn nào mà tìm được chỗ nào bán nói mình nha, chứ hổm giờ mình không có xài á, mình không dám xài luôn á, tại mình sợ nó hết. Nhưng mà sau đó thì mình cũng lân la lên mạng thì thấy được có một số bạn hướng dẫn cách tự làm á, thì mình cũng có tự làm và thấy cũng ok. Nhưng mà cái đồ tự làm với cái đồ mà người ta bán á, nó cái chất lượng nó khác nhau lắm. Nên là nếu mà bạn nào biết được chỗ mua cái này thì có thể nói mình nha, bình luận dưới để mình mua để mình làm, chứ trời ơi mình bị ghiền á mà không có đồ để làm khổ lắm. Cái này là mình làm nhụy ha. Sau đó mình lấy một ít bột màu khô, mình rải lên. Sau đó mình dùng cái bai mình băm 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 để tạo mấy cái sợi cho cái nhụy á. Sau đó mình dùng cái miệng mình thổi đi cái bột màu.
Bây giờ mình sẽ chỉ bạn cách ghép cánh là nha. Đầu tiên đi một bên cánh nè, ta đè ra bay. Tiếp theo đi bên còn lại, rồi đè ra bay. Sau đó cho hai cái cánh đó dính lại nhau. Sau đó mình sẽ đè ở giữa, đè cái phần sau đít của hai đứa đó đó. Đó, đó mình đè ra rồi mình ngắt ra. Rồi xong, thế là ra cánh ghép, các bạn có thấy chưa? Rồi sau đó mình sẽ cố định cánh ghép. Mình chỉ cần cố định một miếng thôi thì nó cũng dính rồi các bạn. Cái này mà sau khi khô thì nó bền lắm. Rớt cũng không bể luôn nha. Chỉ có nước vô thì nó hư thôi. Tại vì mình nghĩ lúc mà cái thành phần này có giấy á, có giấy với bột á, nên là đụng nước cho là nó sẽ bị hư. Đó, mình làm cánh, cánh trên. Tiếp theo mình sẽ làm cái cánh còn lại. Lúc này mình tua nhanh thôi, tại vì nó làm tương tự cái bông dưới á. Nếu các bạn nào muốn coi chậm lại thì các bạn chỉ cần chỉnh tốc độ chậm lại rồi coi hen. Chứ không đâu mình làm clip dài quá câu chán. Đó, sau đó mình cái phần nhị thì bạn nên tạo hình trước ở trên cái tấm mica rồi mình sẽ đem lên đây nha, để tránh bị dây ra cái phần bản màu nó xấu. Tiếp theo mình rải bột lên rắc thính. Rồi bấm 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 tạo nhị, rồi dùng cái miệng xinh tươi của mình thổi bụi đi. Tiếp theo là phần làm thân, cái thân bông hoa. Thì lúc mà học workshop thì mình cũng giới thiệu sơ thôi à, nên là cái phần thân với phần thân nói chung là mình làm xấu. Chủ yếu là hôm đó mình học được cái kỹ thuật là tạo cánh hoa hồng thôi. Còn mấy cái cánh này mình cũng tự chế từ cái kỹ thuật cánh hoa hồng. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn làm đẹp mà xịn sò như cô thì các bạn nên đi học một khóa thử. Mình mà có thời gian thì mình cũng đi học. Nhưng cái khóa này giá nó hơi chua nha. Tại vì bản thân cái bột này nó cũng mắc. Rồi cái nguyên liệu mấy cái bài phát này cũng mắc. Nói chung cái gì nó cũng mắc hết. Nên là tiền học phí hiển nhiên nó rất là mắc. Nhưng mà nếu bạn nào yêu thích thì có thể đi học. Mình mà không bị nghèo đói thì chắc mình cũng sẽ đi học một khóa, gọi là một khóa cơ bản luôn á. Còn mình chỉ là trải nghiệm workshop thôi à. Rồi bé kiến lọt vô khung hình rồi, kỳ quá nha. Đó, mình gắn cái thân. Thân mình làm nói chung là mình chưa có kỹ thuật cao á, nên là nó cứ như con dương uốn éo yếu xìu luôn. Còn cô làm thì thôi khỏi nói rồi, chuẩn cơm bà bảy luôn. Tiếp theo đây là cái phần mà mình không có trông đợi, đó là phần làm lá. Đây là phải vác cái lá như làm cánh hoa vậy đó. Nhưng mà thôi làm biếng quá rồi, mình đã lấy mình chi ra cánh thôi. Nhưng mà nhờ cái làm biếng của mình mà bức tranh thấy gớm thấy ghê thiệt tình. Ta-da, thành quả của mình đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. I love you.